Tiếp quay video với MB18. Đi dạo một mình vào ban đêm hãy thử cách này. 1. Quay góc ngang gương mặt và nhìn sang một bên. 2. Quay cảnh xung quanh. 3. Quay chân bước đi. 4. Giữ nguyên khung cảnh người bước vào. 5. Quay phía sau người ngắm cảnh. 6. Quay cảnh trước mắt. Mở app CapCut thêm 6 video vừa quay. Đầu tiên tắt âm thanh gốc. Ấn vào từng video chọn tốc độ bình thường và giảm xuống 0.5. Tiếp theo ấn vào ô vuông trắng chọn hiệu ứng chuyển tiếp. Vào tỷ lệ chọn 9:16. Rồi ấn mục bảng vẽ chọn mờ, chọn độ mờ và ấn tất cả clip. Vào âm thanh để thêm nhạc. Lưu và xem kết quả.